Samira tối thượng và Funzan Skin tinh võ sư chính thức được hé lộ. Bên cạnh chế độ chơi mới thì Skin luôn được cộng đồng mong ngóng ở các sự kiện, đặc biệt là sự kiện mùa hè tinh võ sư sắp tới. Theo đó, Riot sẽ tung ra hàng loạt skin mới thuộc dòng Soul Fighter, gồm cả trang phục tối thượng 2023 của Samira. 10 tướng có skin Soul Fighter bao gồm Samira, tuyệt đại sát giới, bậc tối thượng. Virgo, quỷ kiếm đại vương, bậc huyền thoại. Naafiri, tinh võ huyền linh. Shaco, bách quỷ linh dối và phiên bản hàng hiệu. Pike, phi lôi sát thủ và phiên bản hàng hiệu. Set, giang hồ bá vương. Lux, tinh võ pháp sư. Jin, tứ ca vô song. Gwen, tử chỉ nữ nhân. Evelyn, yêu xà thực linh. Với sự xuất hiện của hai skin hàng hiệu, có vẻ như sự kiện này sẽ được chia làm hai kỳ, tương tự sự kiện Hoa Linh lục địa trước đây. Ngoài ra, sẽ có một vài skin mới dành cho tốc chiến cùng vũ trụ Soul Fighter bao gồm. Draven, đại kiệt xuất chúng. Irelia, thiện nữ thượng võ. Nila, sứ giả thánh nhãn. Yasuo, phong linh kiếm sĩ. Xin chào, tinh võ thương thủ. Khá đáng tiếc vì skin Yasuo lại không có trên PC. Tương tự Hoa Linh lục địa, sự kiện tinh võ sư sẽ có một mini game đặc biệt trên client với tên gọi Đấu trường linh hồn. Trong đó nhân vật chính là Samira. Bạn sẽ nhận được reputation, danh vọng ở các ván đấu, dùng chúng để mở khóa kỹ năng cho Samira và mở khóa các đối thủ mới trong giải đấu. Người chơi sẽ vào vai Samira chiến đấu với 10 đối thủ khác để vươn tới chức vô địch.